gây tranh cãi khi ngồi chung hàng ghế giám khảo cùng các biên đạo chuyên nghiệp. Sinh và Ngô Đình Nam đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc khiến người hâm mộ có cái nhìn khác. Lễ hội vũ đạo ngoài trời Đà Lạt Best Dance Crew 2022 Hoa Sen Home Cup vừa diễn ra vòng bán kết trong khuôn khổ bảng phong trào tỉnh Lâm Đồng tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chương trình có sự tham gia của biên đạo Viết Thành, biên đạo Huỳnh Mến, hot TikToker Creator Sinh, Ngô Đình Nam và đại diện ban tổ chức ở vai trò giám khảo cuộc thi. Sự góp mặt của Sinh và Ngô Đình Nam với vai trò giám khảo nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng với những tranh cãi gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai chỉ là hot TikToker không đủ trình độ và chuyên môn để ngồi ngang hàng với các cây đa cây đề trong làng nhảy như Viết Thành, Huỳnh Mến. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng bảng phong trào là các nhóm nhảy học sinh sinh viên và đa phần chưa biết nhiều về dance. Trong khi đó, Sinh đã hoạt động trong nhóm nhảy 6-7 năm, đã được xem là một dancer chuyên nghiệp nên hoàn toàn phù hợp cho vai trò này. Chia sẻ về vấn đề này, biên đạo Huỳnh Mến cho biết mỗi giám khảo của cuộc thi đều có điểm mạnh và thú vị riêng, nên cô thấy rất bình thường khi Sinh và Ngô Đình Nam ngồi chung hàng làm ban giám khảo cùng mình. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nhưng với riêng Mến, giám khảo cũng chỉ là những khán giả đặc biệt hơn khán giả bình thường một chút xíu thôi. Hai bạn Sinh và Nam cũng đã đưa ra những nhận xét rất tích cực và khách quan đến các nhóm nhảy. Về mặt chuyên môn thì đã có Mến, anh Viết Thành và ban tổ chức lo, nhưng để khích lệ tinh thần và làm cho không khí cuộc thi sôi nổi hơn thì sự có mặt của Sinh và Nam đã làm rất tốt. Mến hy vọng rằng chúng ta không nên quá căng thẳng, quá khắt khe về vấn đề này và hãy enjoy tất cả mọi thứ, vì rất lâu rồi chúng ta mới được ra ngoài, được vui chơi sau một thời gian dài dịch bệnh, Huỳnh Mến cho hay. Cũng đồng quan điểm với đàn em, giám khảo Nguyễn Viết Thành cho biết một cuộc thi nhảy rất cần đến sự lan tỏa và được giới trẻ biết đến, và Sinh cùng Ngô Đình Nam được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Bên cạnh đó, trưởng nhóm Big 12 cũng cho biết khi chấm thi, cả hai giám khảo này đã rất tôn trọng đàn anh đàn chị khi chỉ nhận xét về tinh thần thi đấu và thông điệp mà các nhóm thi muốn truyền tải. Sinh cũng chia sẻ, thật ra lúc ban đầu Sinh cũng cảm thấy buồn khi nhận được rất nhiều những lời chia sẻ tiêu cực của cộng đồng về việc Sinh ngồi chung với những anh chị lớn trong nghề để chấm thi. Đúng là về tuổi đời cũng như tuổi nghề, Sinh không thể nào so sánh với anh Viết Thành hay chị Huỳnh Mến. Và mọi người nói đúng điều này, nên Sinh cũng phần nào suy nghĩ tích cực lên. Nhưng mà Sinh cũng mong mọi người đừng nghĩ rằng đây là bảng phong trào, cũng có nghĩa là một bảng dành riêng cho rất nhiều bạn trẻ có sở thích về nhảy nhưng chưa phải là những thí sinh chuyên nghiệp. Sinh tới đây, ngoại trừ việc đem đến những góc nhìn khác về chuyên môn theo cách nhìn của đàn em so với anh Thành và chị Mến, thì Sinh còn thật sự mong muốn mang tới cho các bạn những lời động viên về mặt tinh thần. Và một lý do đặc biệt nhất Sinh muốn ở đây đó chính là Sinh là người Lâm Đồng, cho nên Sinh nghĩ rằng dù làm gì đi nữa thì anh Thành, chị Mến, Ngô Đình Nam hay tất cả những anh chị khách mời khác đều mong muốn mang đến cho các bạn thí sinh những lời chia sẻ chân thành nhất và muốn cuộc thi thành công nhất để cố gắng mang đến những tiết mục hay và niềm vui tinh thần nho nhỏ cho mọi người. Trước khi đưa ra nhận xét cho các nhóm nhảy, hot TikToker Ngô Đình Nam cũng thành thật cho biết anh rất ngạc nhiên khi nhận được lời mời trở thành giám khảo khách mời của cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2022. Nam rất bất ngờ khi trở thành giám khảo của cuộc thi và chắc chắn Nam nhảy không bằng các bạn ở đây đâu, vì Nam không có nhiều chuyên môn về nhảy. Mục tiêu của Nam là ca sĩ chuyên nghiệp, vậy nên về mặt chuyên môn Nam sẽ không đụng tới, hay nói cách khác hơn là không có khả năng để đưa ra những nhận xét chính xác như anh Thành, chị Mến hoặc chị Sinh. Nhưng Nam sẽ chấm điểm dựa theo tiêu chí tinh thần, ý tưởng bài nhảy và thông điệp mà các nhóm nhảy muốn mang tới và truyền tải tới cộng đồng, Ngô Đình Nam cho biết. Sự thành thật và khéo léo của chàng hot TikToker sinh năm 1999 này đã nhận được nhiều lời khen và cảm thông từ khán giả. Bên cạnh dàn giám khảo, sự góp mặt của 20 nhóm nhảy trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng tạo được sự quan tâm không kém khi đã mang tới cuộc thi bầu không khí cực nóng. Với thông điệp ý nghĩa được lồng ghép khéo léo trong các tiết mục kết hợp với tinh thần thi đấu quyết chiến, các đội đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Đánh giá về các nhóm nhảy, biên đạo Nguyễn Viết Thành cho biết vì đây là bảng phong trào, các đội dự thi không có nhiều chuyên môn nhưng lại mang tới những bài thi rất bắt mắt và cực kỳ nhiều năng lượng, khiến anh rất hài lòng. Dù các đội nhảy còn nhiều điểm chưa tốt nhưng chính sự hồn nhiên ngây thơ của các bạn tạo nên cái hấp dẫn của chương trình. Hơn nữa các bạn trẻ biểu diễn khiến Thành nhớ lại thời mình cũng mới bắt đầu học nhảy, rất đam mê và máu lửa, anh nói. Sau sự tranh tài của 20 nhóm nhảy, Đà Lạt Best Dance Crew 2022 đã tìm ra được 15 nhóm có thành tích xuất sắc để bước vào vòng chung kết bảng phong trào, được diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Trong đó, giải nhất cuộc thi đã thuộc về nhóm nhảy đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất cho đêm chung kết cuộc thi, mỗi cuối tuần chương trình sẽ tổ chức các buổi tập nhảy với sự tham gia của các biên đạo chuyên nghiệp. Chung kết lễ hội vũ đạo ngoài trời Đà Lạt Best Dance Crew 2022 Hoa Sen Home Cup sẽ được diễn ra vào 3 ngày 26, 27, 29 tháng 4 năm 2022. Trong đó, hai bảng bán chuyên và bảng phong trào sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 26, 27 tháng 4 và được live stream trực tiếp trên fanpage cuộc thi. Riêng bảng chuyên nghiệp diễn ra vào ngày 29 tháng 4 sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ trên kênh VTV9.